có nhiều ứng dụng rất là vui, ví dụ như là mấy ông không không muốn nhìn trong này, hoặc là như tôi vừa mới nhìn thấy em My nè, tôi sẽ chọn cái mặt em My. Tôi đeo cái mắt kính nhỏ xíu à, trời ơi coi mặt em My. Tôi đã bộ mặt của Thi quá. Coi mặt của tôi như thế nào. Sạc. Mặt tôi kìa mấy ông ơi. Nhận dạng được hai người luôn nè. Trời ơi, chúng mình cũng đẹp Thi à. Ủa sao không nhận dạng được ta? Ấy, nhận được hai đứa nè. Coi thử còn cái mặt nào khác không ta. Cái mặt nào hờ vui vui tí. Ê, cái mấy cái mặt này như vậy. Trời, ghê vậy, giống như là chỉ phèo vậy á. Cho mấy ông coi. Chị em chúng mình cơ. What the fuck.